tiêu chuẩn kẹp của Việt Tân và Dân Chủ trong kêu gọi dân biểu tình vì COVID-19. Cùng là dân chủ nội loạn phản đối chính quyền do khó khăn phát sinh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở Mỹ, các nước châu Âu hay ở một số nước lâu nay bị các nước phương Tây giảng nhạc là độc tài như Venezuela, Cuba, Thái Lan thì Việt Tân và truyền thông lệ dân của giới dân chủ mạng chỉ ca người các cuộc biểu tình của dân các nước Cuba, Venezuela hay mới đây nhất là Thái Lan còn lờ tịch đi các cuộc biểu tình chống chính quyền của người dân các nước phương Tây. Chẳng hạn mới đây nhất là biểu tình ở Đức. Lý do gì vậy? Tại sao cùng bản chất sự việc nhưng người ta chỉ có thể lấy thông tin từ truyền thông nhà nước mà lâu nay vẫn bị việc tân và dân chủ giảng nhãn là bị cơ quan tuyên giáo kiểm soát, bịt miệng. Ví dụ điển hình nhất là cuộc biểu tình ngày 18 tháng 7 năm 2021 của một số người Thái Lan diễn ra ở Bangkok để yêu cầu Thủ tướng Prayuth Chanocha từ chức do ông này chậm trễ trong việc mua vaccine ngừa COVID-19, khiến số ca nhiễm tăng quá cao và các bệnh viện quá tải. Yêu sách của người biểu tình bao gồm 3 điểm. 1. Thủ tướng Prayut chan -o cha cần phải từ chức vô điều kiện. 2. Phải cắt giảm ngân sách cho chế độ quân chủ và quân đội để tập trung chống dịch. 3. Phải mua thêm vaccine. Nhân sự kiện này, fanpage của đảng Việt Tân đã bình luận rằng người dân Thái Lan không ngồi chờ chết, trong khi dân Việt Nam chỉ biết ngồi hỏng sự trợ giúp của đảng. Chấp nhận chết dần, chết mòn. Với thông điệp này, họ gián tiếp kích động người dân biểu tình trong dịch COVID-19. Sau đó vài ngày là cuộc biểu tình ở Đức với khoảng 5.000 người chống phong tỏa diễn ra đồng loạt ở nhiều khu vực tại thủ đô Berlin của Đức. Phần lớn những người tham gia đều không đeo khẩu trang và phớt lờ các quy định giãn cách xã hội đang được áp dụng tại Đức. Một số cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo lực khi người tham gia tìm cách vượt qua hàng rào của lực lượng an ninh cảnh sát Berlin trận áp, bắt khoảng 600 người sau khi cả cuộc biểu tình chống lệnh phong tỏa ngăn COVID-19 biến thành bạo lực. Tuy nhiên, thông tin tuyệt nhiên bạn chỉ có thể đọc trên báo chí hợp pháp ở Việt Nam. Rõ nét nhất là cuộc biểu tình diễn ra ở Cuba ngày 11 tháng 7 năm 2021 vừa qua. Cả hệ thống truyền thông Mỹ, phương Tây, Việt Tân, Dân Chủ vào cuộc đua khai thác triệt để, thậm chí cả làm giả thông tin, hình ảnh, nhào nàng thực hư chỉ để bọc méo đền hưởng truyền thông ủng hộ cuộc biểu tình phản đối chính quyền của nhóm dân ngày 11 tháng 7 và lờ tịt đi hoặc bọc méo bản chất các cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ và cách mạng Cuba diễn ra nhiều ngày sau đó ở Cuba và các quốc gia khác. Đây chỉ là vì dù điển hình, luôn tồn tại thứ tiêu chuẩn kẹp trong tư duy, góc nhìn về truyền thông độc lập của thế giới những kẻ nhân danh đấu tranh cho dân chủ Việt Nam, phàm những hành động lên án chính quyền diễn ra ở Mỹ, phương Tây là chuẩn mực về tự do dân chủ. Bất cứ thứ phản kháng diễn ra ở cả quốc gia bị giãn nhàn độc tài là tiến bộ, là cần phải học hỏi. Bản chất, nguyên nhân của tiêu chuẩn kẹp này của việc tân và truyền thông độc lập của họ là Thứ nhất, họ cần mô hình để chứng minh cả quốc gia không đi theo chế độ chính trị của Mỹ. Phương Tây là phản dân chủ, cần lật đổ, nhằm cổ suý, khích lệ dân Việt Nam đòi dân chủ như vậy. Cho nên định hưởng tuyên truyền của họ đã bị đóng khung trong nhận thức này. Thứ hai, họ nhận phăng, tiền tài trợ hoạt động từ các quỹ ủng hộ dân chủ, kiểu NED của Mỹ, hay từ các tổ chức NGO về nhân quyền nhằm thúc đẩy dân chủ ở các quốc gia bị Mỹ. Phương Tây đưa vào tầm ngắm, nên họ chỉ có thể tự do truyền thông trong phạm vi nhận thức này. Vậy nên, hệ quả của vấn đề trên là họ há miệng mắc quai, chỉ có thể chạy theo định hướng từ các tập đoàn truyền thông lớn của Mỹ, phương Tây xác lập.